Kính chào quý vị, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 28 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi ngày 1 tháng 10, triển khai tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự. Đà Nẵng duy trì mức tăng trưởng kinh tế ổn định. 9 tháng năm 2017, các chỉ số đều đạt hoặc vượt cao so với cùng kỳ năm 2016. Đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn quận Cẩm Lệ đã cơ bản hoàn thiện, không chỉ tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn, mà còn góp phần làm cho bộ mặt đô thị vùng ven phía Tây Nam thành phố ngày càng khang trang. Tin quốc tế, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố sai sự thật về việc Iran phóng tên lửa đạn đạo, đồng thời bác bỏ việc đàm phán lại các cuộc đàm phán tiếp theo về thỏa thuận hạt nhân lịch sử của Tehran. Quý vị, sáng nay tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi ngày 1 tháng 10, triển khai tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện đông đảo người cao tuổi. Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ người cao tuổi so với tổng dân số nước ta đạt trên 10% vào năm 2017, cơ cấu dân số chính thức bước vào giai đoạn già hóa. Liên Hợp Quốc dự báo tỷ lệ người cao tuổi Việt Nam tăng mạnh, chiếm 26,1% trên tổng dân số vào năm 2050. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những thành tích mà Hội Người cao tuổi đã đạt được thời gian vừa qua, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, công tác người cao tuổi cần phải được quan tâm hơn nữa. Trước mắt, tất cả các tổ chức hội các cấp đều có những hoạt động thiết thực, hiệu quả hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, phát huy góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống về mặt vật chất và tinh thần của người cao tuổi. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Chính trị Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn công tác chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trong Công an Nhân dân năm 2017. Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Miên. Hội nghị đã nghe phổ biến một số nội dung của chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp triển khai thực hiện trong năm 2017, một số vấn đề cần lưu ý trong thực hiện chính sách người có công trong Công an Nhân dân và một số vấn đề trong công tác tài chính bảo hiểm. Hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận và giải đáp một số vấn đề liên quan. 9 tháng năm 2017, Đà Nẵng duy trì mức tăng trưởng kinh tế ổn định. Các chỉ số đều đạt hoặc là vượt cao so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt hơn 17.000 tỷ đồng. Tổng lượt khách tham quan du lịch đến Đà Nẵng 9 tháng ước đạt hơn 5 triệu lượt. Tổng thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 15.000 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, thành phố có 73 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 61,6 triệu đô la Mỹ, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm 2016. Ban quản lý khu công nghệ vừa tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu công nghệ cao Đà Nẵng quý 3 năm 2017. Hội nghị được tổ chức định kỳ hàng quý nhằm tổng kết các công việc đã thực hiện trong thời gian qua và tiếp nhận những kiến nghị phản ánh mới của doanh nghiệp, qua đó tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư thân thiện hiệu quả tại khu công nghệ cao. Tại hội nghị lần này, đại diện các doanh nghiệp chủ yếu nêu ý kiến về tiến độ triển khai các hạng mục quan trọng của dự án khu công nghệ cao như nhà máy xử lý nước thải, tường rào, cổng vào khu công nghệ cao, cải thiện hơn nữa chất lượng cung cấp điện, nước, tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài, tuyến xe buýt lên khu công nghệ cao. Về dán khu công nghệ cao, các đơn vị liên quan cho biết dự kiến trước tháng 11 năm nay sẽ hoàn thành tường rào, cổng vào. Đến cuối tháng 10 sẽ hoàn thành tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài. Nhà máy xử lý nước thải với công suất 4.500 m3 ngày đêm đã được triển khai xây dựng và dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm 2017.
phát huy vai trò kết nối để xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng, mạnh về năng lực, thân thiện trong hợp tác, đa dạng về lĩnh vực, thúc đẩy công nghiệp phần mềm tại Đà Nẵng phát triển bền vững. Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm thành phố đề ra tại Đại hội Hiệp hội nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra vào chiều nay. Với mục tiêu phát triển công nghiệp phần mềm, đưa Đà Nẵng phát triển mạnh về ngành công nghệ cao, Hiệp hội đã đề ra một số nhiệm vụ chiến lược như hỗ trợ thành viên trong sản xuất, kinh doanh phần mềm, làm đầu mối liên hệ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hội viên ký kết các hợp đồng, dự án với các đối tác trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp tục phát triển hội viên. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư nước ngoài cho công nghiệp phần mềm thành phố, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, tiếp thị và quảng bá sản phẩm, góp phần xây dựng thương hiệu cho ngành công nghiệp phần mềm Đà Nẵng. Niên vụ 2016-2017, ngành mía đường giảm cả diện tích và sản lượng, và đây cũng là năm có lượng đường tồn kho cao nhất trong vòng 10 năm qua. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết niên vụ mía đường năm 2016-2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới tổ chức. Vụ mía 2016-2017, diện tích cả nước đạt hơn 268.000 ha, giảm hơn 16.000 ha so với vụ trước. Diện tích giảm nhưng lượng đường tồn kho cao, và đây là năm mà cả diện tích mía suy giảm nghiêm trọng nhất và lượng tồn kho cao nhất trong vòng 10 năm qua. Niên vụ 2016-2017, cả nước có 39 trên 41 nhà máy đường hoạt động, sản lượng đường đạt hơn 1,2 triệu tấn, kế hoạch đầu vụ là 1,5 triệu tấn. Đến tháng 8 năm 2017, lượng đường tồn kho tại các nhà máy hơn 550.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm 2016, 350.000 tấn. Giá bán đường niên vụ này có xu hướng giảm dần từ đầu vụ đến cuối vụ. Huy động tối đa các nguồn lực để triển khai có hiệu quả đề án huyện nông thôn mới gắn với đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Nhiệm vụ này được đưa ra tại Hội nghị Huyện ủy Hòa Vang mở rộng lần thứ 12 vào sáng nay. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của người dân, nên trong 9 tháng đầu năm nay, nhiều chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so với nghị quyết huyện ủy đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất đạt trên 6.300 tỷ đồng, thu ngân sách vượt 4% dự toán thành phố giao. Từ nay đến cuối năm, huyện ủy Hòa Vang đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức, chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, phấn đấu tăng thu ngân sách trên 30% dự toán giao, tiếp tục rà soát các tiêu chí thành lập thị trấn Túy Loan. Thưa quý vị, cùng với quận Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà đã về đích chỉ tiêu thu ngân sách năm nay. Để có được kết quả này là sự nỗ lực của các đơn vị chức năng trên địa bàn quận, trong đó có phường An Hải Bắc. Ngay từ đầu năm, phường An Hải Bắc đã triển khai thực hiện nghị quyết đảng bộ phường đề ra là tập trung thu ngân sách bằng những giải pháp cụ thể. Hàng loạt các giải pháp đồng bộ được đưa ra như đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường nhân lực, đôn đốc thu, nhất là những khoản nợ thuế tồn đọng. Nhờ vậy, ngay trong tháng 1 năm 2017 đã hoàn thành thu thuế môn bài. Thì ngay từ đầu thì trong cái chương trình nghị quyết đảng bộ cũng đưa ra cái kế hoạch cụ thể là phấn đấu thì từ 15-20%. Thì sẽ như vậy thì chính quyền chúng tôi đã triển khai cái nội dung này cố gắng. Ngay đầu năm của tháng quý 1 thì tôi đã hoàn thành thu thuế môn bài. Và đẩy mạnh các thu khác thì trong đó là thu thuế tư nhân và thuế thu nhập cá nhân. Và có khoản thu liên quan tại địa phương thì cơ bản thì trong tháng 6 tháng thì chúng ta đã thu được gần 60%. Và đây là tháng 9, cuối tháng 9 thì chúng ta thu được là 91% ngân sách. Đây là một kết quả rất là lớn, sự nỗ lực của anh em, sự chỉ đạo lãnh đạo. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, đến thời điểm này, An Hải Bắc là phường thu ngân sách đạt kết quả cao nhất quận. Năm nay chỉ tiêu giao cho phường là 11,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 26 tháng 9 đã thu được 10 tỷ 600 triệu đồng. Đạt 91% kế hoạch năm. Dự kiến đến giữa tháng 10 tới sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Vì đó thì chúng tôi đã triển khai quyết liệt công tác này và thường xuyên kiểm tra hàng tuần tất cả các mục thu cho từng anh em phân công.
Do đó thì Tây Nguyên sẽ có nhiệm như vậy thì anh em cũng đã ra quân rất là tốt, là cố gắng tháng 10 sẽ hoàn thành thu ngân sách và tiếp tục thu tăng thêm và cố gắng thực thu. Thì năm 16 thu là 116% và cố gắng 17 là thu được 15-20%. Theo đội thuế của phường, để có kết quả này, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo phường, sự hỗ trợ của chi cục thuế quận Sơn Trà là sự nỗ lực rất lớn của cán bộ thuế. Từ đầu tháng 8, công tác thu được báo cáo hàng ngày, nhờ vậy tiến độ thu được đẩy nhanh. Tức là còn 1 tỷ để đến đích, có nghĩa là hoàn thành 100% kế hoạch. Thì qua cái số thu mà đã được như vậy thì cũng nhờ cái sự quan tâm của lãnh đạo ủy ban phường cũng như chi cục thuế quận Sơn Trà có hỗ trợ trong cái quá trình khai thác cái số thu, và có trong thông tóm, đặc biệt trong thông tóm có cái đột biến về cái số thu, tức là trong quá trình khai thác mà cũng có thành lập những đoàn đội để đi khai thác số thu thì cũng đã thu được riêng trong tháng đó là được 2 tỷ 4, đạt 20% so với, tức là lớn nhất so với những tháng trước. Được biết năm 2016, phường An Hải Bắc cũng đã thu ngân sách đạt 116%. Vượt chỉ tiêu nghị quyết đảng bộ phường đề ra, được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phường cũng được Ủy ban Nhân dân thành phố trao tặng cờ thi đua xuất sắc về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, từ tháng 10 năm 2017, nhiều quy định về các vấn đề liên quan đến giáo dục, trẻ em, tiền lương, kinh doanh cho trái điện tử có thưởng cho người nước ngoài, hỗ trợ học tiến sĩ ở nước ngoài bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể như thông tư 86 hướng dẫn thực hiện nghị định 88 của chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, thông tư 23 có hiệu lực từ ngày 2 tháng 10 năm 2017 về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử. Thông tư số 09 quy định chi tiết khoảng 2 điều 46 luật trẻ em về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và yêu cầu bắt buộc khi đăng phát tin bài chương trình liên quan đến trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm. Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện bộ tiêu chuẩn xét công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị giai đoạn 2017-2022, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn quận. Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu của các ban ngành đoàn thể địa phương, trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư trên địa bàn. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận trao đổi cụ thể để thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện và chất lượng triển khai của phong trào và đề án trên địa bàn trong giai đoạn mới, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị, Cẩm Lệ là quận thành lập muộn nhất so với các quận trên địa bàn thành phố. Sau 12 năm, hạ tầng giao thông trên địa bàn quận này ngày càng phát triển. Không chỉ tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn, hệ thống giao thông mới được đầu tư còn góp phần làm cho bộ mặt đô thị vùng ven phía tây nam thành phố ngày càng khang trang. Những ngày này cứ vào mỗi buổi chiều, bà Cao Thị Quyết lại ra đoạn đường mới mở trước mặt nhà để đi dạo. Bà và những người dân trên tuyến đường gom đoạn qua quận Cẩm Lệ rất phấn khởi khi tuyến đường đã sắp hoàn thành. Đoạn đi qua trước mặt nhà bà thuộc khu vực tổ 34, phường Hòa Phát giờ đã thảm nhựa. So với trước đây là đẹp nhiều, chứ trước đây bẩn thiểu mà nhỏ lắm mà rác rưởi bẩn lắm. Bây giờ là sạch, đẹp, gọn gàng. Tôi nói giả dụ như là có xe cứu thương vào đến nhà. Chứ trước đây là tôi là phải chui rào này, nhưng mà bây giờ là vào xe vào đến nhà. Thế là đấy là một vấn đề thứ nữa là người chết ý, là xe vào được đến nhà không phải khiêng qua rào nữa. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Bởi vì bông mười mấy năm bữa nay dân này mới thấy được đường thông hệ thống, thì điều đáng mừng. Bây giờ trời thấy chỗ này trời có cái yêu cầu, nói về chất lượng, công trình thì theo tôi thấy thì cũng đảm bảo chất lượng, móc cô, an toàn. Không chỉ riêng đường gom đường sắt, trong năm 2017, trên địa bàn quận Cẩm Lệ còn có rất nhiều công trình giao thông được đầu tư đã cơ bản hoàn thành. Trong đó có tuyến giao thông nối đường Tôn Đản,
đoạn giao cắt với đường Lê Trọng Tấn đến quốc lộ 14B, hay còn gọi là đường Tôn Đản nối dài. Cùng với tuyến đường gom, đây là tuyến giao thông song song đường Trường Trinh, có ý nghĩa trong việc giải tỏa bớt lượng phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A vốn đã quá tải. Tôi ở đây cũng cách đây khoảng gần 10 năm rồi. Mà trước khi mà chưa có cái đường này thì mỗi mùa mưa đến là lụt lội, lúc nào cũng ngập hết. Mà sau khi có cái chủ trương của thành phố là cho mở con đường Tôn Đản nối dài này này, là từ Lê Trọng Tấn nối đến quốc lộ 14B á, thì đến khi mà nó xong cái đường ấy, thì có thể là tình hình giao thông là thuận lợi, tạo mọi điều kiện cho bà con đi lại, nhân dân đi lại với lại các cháu đi học nó thuận lợi hơn. Ngoài ra, tại khu vực phía tây quận Cẩm Lệ còn có nhiều tuyến đường được nâng cấp mở rộng tạo sự kết nối theo hướng đông tây. Riêng tuyến giao thông có quy mô lớn chạy gần chân núi phía tây, nối từ Hòa Minh đến quốc lộ 14B. Theo kế hoạch sẽ triển khai trong năm tới, góp phần làm cho cuộc sống và hoạt động nơi này ngày càng sôi động hơn. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều cách làm khác nhau để khởi nghiệp. Với chị Trần Thị Kim Sơn, giám đốc công ty thương mại dịch vụ du lịch Biển Ngọc, đó là sự đam mê, một khát khao khởi nghiệp mãnh liệt. Mới đây, chị là một trong bốn gương mặt của Đà Nẵng, được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2017. Nhận thấy tiềm năng du lịch Đà Nẵng, năm 2007, chị Sơn quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Những ngày đầu thành lập công ty, chị gặp không ít khó khăn, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, nhất là phải đương đầu với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thương trường. Thì trước cái khó khăn đó, thì mình nghĩ là phải không còn cách nào khác, phải học, phải nắm vững bí quyết công nghệ. Thì sau đó là phải lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh để học một cái khóa, cái hệ thống mà quản lý vé máy bay system của nước ngoài dạy luôn, ở luôn ở trong đó 6 tháng lấy cái bằng quốc tế. Thì sau khi mà có cái chứng chỉ đó về rồi á, thì mình nắm được công nghệ, bắt đầu mới triển khai và phát triển dần đó. Thì một trong những cái mà bứt phá là mình đã phải là vượt qua khó khăn, tìm ra cái lối đi riêng cho mình, cho công ty. Với tầm nhìn chiến lược, chị Sơn đã phát triển công ty theo hướng triển khai đồng bộ các hoạt động tiếp cận, thâm nhập thị trường. Không chỉ đưa khách về Đà Nẵng, công ty của chị còn chủ động khai thác các tour đi du lịch nước ngoài, trước mắt là thị trường khu vực Đông Nam Á, đồng thời xây dựng chuỗi sản phẩm dịch vụ mới khác biệt. Điều quan trọng nhất là phải có một cái niềm tin mãnh liệt, thực sự mãnh liệt, và một cái khát khao cháy bỏng là mình sẽ làm được. Đó. Thì chỉ cần có cái niềm tin, thì tin là 90% bạn đó sẽ tìm được cái lối đi cho mình. Đó là cái điều cơ bản nhất. Ngoài ra, có những cái yếu tố khác rất là cần thiết là phải có cái sự tìm tòi, học hỏi, cái gọi là personal development, phải phát triển bản thân trước. Đó, bản thân mình phát triển thì sự nghiệp sẽ phát triển. Muốn khởi nghiệp, đừng bỏ cuộc, cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Chính tinh thần khởi nghiệp của chị Sơn đã lan tỏa đến các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên mới ra trường. Đến với Biển Ngọc thì không những em học được rất là nhiều điều về cái công việc của em, mà em còn học được rất là nhiều điều về cái tính kiên trì và sự thành công của chị Sơn trong cái lĩnh vực kinh doanh. Thứ nhất đó là về cái con đường kinh doanh. Thì thay vì mình mất thời gian mình tìm cái công thức thành công của bản thân, thì mình nên tập trung vào tìm cái công thức thành công hoặc là những cái kinh nghiệm của những người đi trước. Và chị Sơn thì chị đã làm được như vậy. Sau 10 năm khởi nghiệp, người phụ nữ chưa đến 35 tuổi này đã có trong tay đội ngũ nhân viên hơn 100 người, với mức lương trung bình 10 triệu đồng người một tháng. Nhiều năm liên tục, công ty của chị được vinh danh top hàng đầu các đại lý bán vé máy bay của nhiều hãng hàng không. Chương trình sẽ được tiếp tục với các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố gói cải cách thuế lớn nhất trong vòng 3 thập kỷ tại nước này. Theo đó, đề xuất cắt giảm thuế cho phần lớn người dân. Tuy nhiên, bước đi này gây những phản ứng trái chiều trong dư luận Mỹ, khi giới chức công nghiệp thì hoan nghênh, còn các nhà kinh tế thì lo ngại. Chính sách thuế mới sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách và khiến kinh tế chỉ có thể tăng trưởng ở mức khiêm tốn.
Tổng thống Donald Trump cho biết, gói cải cách thuế nói trên sẽ đem lại những thay đổi mang tính cách mạng. Đây là những cải cách thuế toàn diện nhất kể từ năm 1986, trong đó diện điều chỉnh bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân và thuế doanh nghiệp. Cụ thể, Mỹ sẽ hạ thuế thu nhập cá nhân cho những người thu nhập cao từ 39,6% xuống còn 35%, tăng gấp đôi mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn, đưa ra quy định về một khoản thu nhập nhất định không phải đóng thuế cho tất cả người dân. Đối với doanh nghiệp, dù không đề xuất giảm thuế xuống còn 15% như cam kết tranh cử, song Tổng thống Trump đề nghị áp thuế doanh nghiệp 20% thay vì mức 35% hiện nay. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố sai sự thật về việc Iran phóng tên lửa đạn đạo, đồng thời bác bỏ việc đàm phán lại hoặc tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo về thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran đã ký với các cường quốc hơn 2 năm trước và bị Mỹ đe dọa hủy bỏ. Liên quan đến thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015, Ngoại trưởng Iran một lần nữa bác bỏ khả năng đàm phán lại hoặc tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo về vấn đề này. Ông cũng cho rằng chính Mỹ mới là bên không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân và những phát biểu của Tổng thống Trump trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tuần trước đã vi phạm một số điều khoản của thỏa thuận. Theo ông Zarif, trong trường hợp Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, Iran sẽ đưa ra quyết định phù hợp dựa trên các điều kiện cụ thể. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết đang tồn tại một số nhóm thiểu số trong chính phủ Iran, hối thúc Tehran rời bỏ thỏa thuận hạt nhân, với lý do Mỹ mới là nước ít tuân thủ các khía cạnh của thỏa thuận, do đó Iran cũng không cần phải giữ cam kết của mình. Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã thông báo kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng nhằm hiện đại hóa quân đội và tăng cường sức mạnh của các lực lượng vũ trang. Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Nasihat Ban cho biết nước này sẽ chi thêm 8 tỷ lira, tương đương là 2,2 tỷ đô la Mỹ cho kế hoạch hiện đại hóa quân đội. Theo ông, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ muốn ưu tiên tăng cường sức mạnh răn đe của các lực lượng vũ trang nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa khẩn cấp và chi trả cho các chiến dịch an ninh trong và ngoài nước. Thông tin trên được đưa ra trong thời điểm có nhiều quan ngại từ Ankara về cuộc trưng cầu dân ý trái phép về đòi tách ra độc lập của người Quốc ở Iraq. Lâu nay, Ankara luôn coi cuộc trưng cầu là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và lo ngại hành động này sẽ thôi bụng chủ nghĩa ly khai trong cộng đồng người Quốc tại nước này. Chính quyền Indonesia ngày hôm qua tiếp tục sơ tán hàng chục nghìn người dân và khách du lịch trên hòn đảo Bali do lo ngại ngọn núi lửa Agung tại hòn đảo du lịch nổi tiếng này có thể thức giấc trở lại sau nửa thế kỷ. Cảnh báo núi lửa phun trào đã được nâng lên mức cao nhất từ hôm qua cùng với kế hoạch chuyển hướng các chuyến bay tới Bali. Một số nước cũng đã khuyến cáo công dân không nên đi du lịch tới Bali trong thời gian này để đảm bảo an toàn. Trong ngày hôm qua, nhiều xe chất đầy lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác đã được chuyển đến các trung tâm sơ tán. Chính quyền trung ương cũng dành gần 150 triệu đô la Mỹ tiền cứu trợ trong trường hợp xảy ra thảm họa. Trong khi đó, giới chức Indonesia đang chuẩn bị các phương án đổi hướng các chuyến bay tới đảo Bali sang 10 sân bay khác trên khắp Indonesia trong trường hợp núi lửa Agung phun trào. Là quốc gia có tỷ lệ ca mắc bệnh dại lớn nhất thứ hai trên thế giới, Philippines đã đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng dại cho thú nuôi. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng có ý thức được tầm quan trọng của việc tiêm phòng. Vì vậy, một nhóm các nhà bảo vệ quyền động vật nước này đã cho ra đời ứng dụng thời gian thực hiện theo dõi sơ đồ tiêm chủng ngừa dại chó trên toàn quốc. Việc ra mắt ứng dụng là một phần của lễ kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại 28 tháng 9, nhằm nâng cao nhận thức về tác động của bệnh dại trên người và động vật. Ứng dụng này có tên gọi là tiêm phòng dại cho chó trên diện rộng, viết tắt là MDV. Có các ảnh hiển thị theo khu vực địa lý của các con vật đã được chích ngừa và tải lên mạng, thông qua một bản đồ tương tác. Bản đồ này giúp xác định các khu vực trọng điểm và xác định chính xác tới 70% số lượng chó đã được tiêm vaccine phòng dại. Theo đó, các nhà nghiên cứu đang tiếp tục phát triển ứng dụng này cho công tác nghiên cứu bệnh dại và phòng ngừa loại virus chích người truyền từ vật sang người này. Đến đây cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.